Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi. Và xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên để vào nút đăng ký kênh để được nhận những tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Trực tiếp Nam Định với Hoàng Gia Lai, khó cho chủ nhà. Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai sẽ là trận đấu mở màn cho sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau quãng nghỉ dài vừa qua. Sau quãng thời gian dài phải tạm hoãn vì đại dịch, mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại bằng trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Gia Lai trên sân vận động Thiên Trường tại Cúp Quốc gia 2020. Ở trận đấu này, Hoàng Gia Lai là đội bóng đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Đội bóng phố núi đang có phong độ rất tốt ở đầu mùa giải năm nay khi giành được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại V-League 2020 và đang tạm xếp thứ 3 giải đấu. Các cầu thủ trụ cột như Tuấn Anh, Văn Toàn hay Minh Vương đã thay nhau tỏa sáng ở những trận đấu vừa qua. Cùng với đó là việc các ngoại binh đang hòa nhập rất tốt, giúp cho Hoàng Gia Lai tự tin hành quân tới sân vận động Thiên Trường. Trong 5 lần gần nhất tới làm khách trên sân của Nam Định, đội bóng phố núi không phải nhận bất cứ trận thua nào. Họ giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa duy nhất một lần. Đây sẽ là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Lee Ti-hun hướng tới một trận thắng trong cuộc đối đầu này. Trận cầu của Hoàng Gia Lai đang khiến thế giới phải thèm muốn. Những hình ảnh cổ động viên tranh nhau mua vé trước cổng sân Thiên Trường thực sự khiến những người yêu bóng đá phải vỗ tay tán thưởng. Sau khi xem xét, ban tổ chức sân Thiên Trường quyết định mở cửa vào sân cho các khán giả vào chiều ngày 23 tháng 5. Để đảm bảo sự an toàn, ban tổ chức chỉ phát hành 12.000 vé, bằng khoảng một nửa sức chứa của sân. Dĩ nhiên con số này quá là ít ỏi với cơn khát bóng đá của người dân Nam Định. Mùa trước, sân Thiên Trường rơi vào tình trạng quá tải khi có tới 30.000 khán giả vào sân theo dõi chuyến làm khách của Hoàng Gia Lai. Một trận đấu của Hoàng Gia Lai luôn tạo sức hút đặc biệt ở các sân vận động tại Việt Nam. Đi đến đâu, đoàn quân của Bầu Đức cũng nhận được sự cảm mến, các khán đài luôn ở tình trạng chật kín. Sáng nay sau khi mở bán vé, đã có rất đông cổ động viên xếp hàng mua vé. Với chỉ 12.000 vé, nhiều người đi từ rất sớm khi mới 7 giờ đã có mặt, trong khi 9 giờ thì ban tổ chức mới mở cửa. Bất chấp cái nóng như đổ lửa của mùa hè miền Bắc, già trẻ, lớn bé, gái trai đều sẵn lòng đứng đợi đến lượt. Thậm chí có cả bà bầu cũng đến để mua vé. Những hình ảnh này khiến cho các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường thực sự xúc động. Dù rất đông và số lượng vé có hạn, nhưng mọi người đều giữ ý thức, đứng theo hàng lối tránh gây lộn xộn. Có lẽ những người yêu bóng đá trên thế giới sẽ rất ghen tị khi chứng kiến những hình ảnh này. Dịch bệnh đang hoành hành, làm cho thế giới túc cầu gần như ngừng quay. Chỉ có một số giải đấu được diễn ra nhưng không có khán giả, thì những hình ảnh tại cổng sân Thiên Trường thực sự rất xa xỉ. Với một thế giới đang tràn ngập lo lắng về dịch bệnh, thì những hình ảnh tại Thiên Trường xứng đáng đại diện cho một Việt Nam kiên cường, là biểu tượng cổ vũ cho tinh thần phòng chống đại dịch trên toàn cầu. Hoàng Gia Lai với Nam Định, trận đấu lịch sử của bóng đá thế giới. Sau thời gian dài tạm hoãn vì dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam chính thức trở lại bằng trận đấu hấp dẫn giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Nam Định FC tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Trận Hoàng Gia Lai với Nam Định sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi là trận đấu bóng đá đầu tiên có hàng nghìn người xem sau đại dịch COVID-19. Trước đó, giải Bundesliga và K-League đã trở lại, nhưng tất cả đều diễn ra trên sân không khán giả. Theo thông tin từ ban tổ chức, khoảng 10.000 vé theo dõi trận đấu đã được bán hết, và sân cỏ Việt Nam nói riêng cũng như bóng đá thế giới sẽ tưng bừng trở lại kể từ trận đấu lịch sử này. Ở trận đấu này, Nam Định là những người có lợi thế khi được chơi tại chảo lửa Thiên Trường. Sự cuồng nhiệt của cổ động viên Nam Định luôn được coi là cầu thủ số 12 trong đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có sự chuẩn bị rất tốt cho chuyến làm khách đầy khó khăn ra Bắc bằng chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Đắk Lắk ở trận giao hữu vừa qua. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai có điều kiện tập luyện suốt mùa dịch nên họ vẫn giữ được phong độ cao. Đội bóng phố núi cũng chào đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Văn Toàn sau khi chấn thương nhẹ hồi cuối tuần trước. Như vậy, huấn luyện viên Lee Ti-hun sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất để quyết tâm giành tấm vé đi tiếp ngay tại Thiên Trường. Thậm chí chính huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng lên tiếng đánh giá cao sức mạnh của Hoàng Gia Lai ở thời điểm hiện tại. Nam Định FC muốn tiếp tục lối chơi bóng bổng, nhưng đội bóng của Bầu Đức đang sở hữu nhiều trung vệ chơi đầu rất hay. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ nói, Hoàng Gia Lai bây giờ đã thay đổi cách chơi, các mền đánh của họ đa dạng hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này giành 4 điểm qua hai trận đầu V-League 2020. Đó là đối thủ khó chơi, đá rất khó chịu. Chúng tôi tôn trọng họ và phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai chơi với nhau lâu năm nên rất nhuyễn. Đặc biệt, họ đang ở độ chín của sự nghiệp. Đội bóng này có Tuấn Anh và Minh Vương cầm nhịp ở giữa tốt. Biên có Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn đều rất nhanh nhẹn. Họ nhỏ nhưng có võ. Vì thế chúng tôi phải đá tập trung. Đội hình dự kiến: Nam Định, Xuân Việt, Quốc Hường, Tony, Valentin, Văn Trường, Sĩ Minh, Đình Mạnh, Mạnh Hùng, Xuân Quyết, Rafferson, Melo. Hoàng Gia Lai có các cầu thủ: Văn Trường, Hồng Duy, Kelly, Trọng Sáng, Anh Tài, Văn Thanh, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Minh Vương, Văn Toàn và Wash. Lương Xuân Trường mang tin vui tới Hoàng Gia Lai. Tiền vệ Lương Xuân Trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở sân vận động Thiên Trường để cổ vũ cho các đồng đội tại Hoàng Gia Lai trong chuyến làm khách tới sân của Nam Định. Chiều ngày 23 tháng 5 tới đây, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức quay trở lại bằng trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai tại Cúp Quốc gia 2020. Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Lee Ti-hun được đánh giá cao hơn chủ nhà. Không chỉ vì họ đang có được phong độ tương đối tốt thời gian vừa qua, mà còn vì sân vận động Thiên Trường là điểm đến ưa thích của đội bóng phố núi. Trong 5 lần gần nhất hành quân tới sân nhà của Nam Định, Hoàng Gia Lai đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa duy nhất một trận. Rõ ràng lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội bóng phố núi. Không những vậy, ở trận đấu sắp tới, Hoàng Gia Lai còn nhận được sự cổ vũ đặc biệt tới từ Lương Xuân Trường. Được biết, tiền vệ số 6 của Hoàng Gia Lai sẽ góp mặt tại sân vận động Thiên Trường để tiếp lửa cho các đồng đội của mình. Dù vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương tại PVF, nhưng Lương Xuân Trường vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến cổ vũ cho đội bóng của mình. Đây sẽ là nguồn khích lệ tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ thi đấu trên sân của Hoàng Gia Lai. Quá trình hồi phục chấn thương dây chằng của Xuân Trường tại PVF đang tiến triển rất tốt. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã có thể tập luyện với bóng một cách bình thường. Xuân Trường hy vọng sẽ có thể quay trở lại sân cỏ vào tháng sau tới. Hoàng Gia Lai gặp bất lợi cực lớn ở cuộc đọ sức với Nam Định. Trụ cột ở hàng phòng ngự là Jamie Memorick sẽ không thể tham dự cuộc đọ sức với Nam Định. Đây là bất lợi cực lớn của Hoàng Gia Lai. Sau thời gian khoảng 2 tháng tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại với cuộc đọ sức giữa Nam Định và Hoàng Gia Lai ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020 trên sân Thiên Trường. Hai đội bóng đang gấp rút chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới để đáp ứng sự kỳ vọng từ phía người hâm mộ. Một thông tin không vui đến với Hoàng Gia Lai, họ sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Tommy Memovic do chấn thương. Cầu thủ này sẽ đến PVF để kiểm tra và điều trị, trong khi huấn luyện viên Lee Ti-hun cũng tranh thủ chuyến đi để theo dõi tình hình sức khỏe của Xuân Trường. Chưa rõ mức độ chấn thương của trung vệ gốc Serbia ra sao, tuy nhiên chắc chắn anh sẽ không thể tham dự cuộc đọ sức với Nam Định vào ngày 23 tháng 5. Đây sẽ là thiếu vắng vô cùng đáng tiếc bởi Tommy Memovic là nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Chính anh là người góp công lớn giúp đội bóng phố núi gây ấn tượng ở hai vòng đấu đầu tiên. Hoàng Gia Lai luôn bị đánh giá là đội bóng công làm thủ phá. Với quyết tâm thay đổi điều đó, đội bóng chủ sân Pleiku đã đưa về trung vệ Tommy Memovic từ Sông Lam Nghệ An. Ở mùa giải trước, Jamy kết hợp với Hoàng Văn Khánh trở thành một trong những bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất V-League, giúp Sông Lam Nghệ An giữ sạch lưới tới 11 trận đấu. Sau 26 vòng đấu tại V-League 2019, Sông Lam Nghệ An chỉ để thủng lưới 26 bàn, ít nhất trong số các đội tham dự giải. Đội có số lần vào lưới nhặt bóng ít thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 29 lần. Thành tích này có công rất lớn của Jamy Memovic. Anh được kỳ vọng sẽ là người thay đổi bộ mặt phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ TV. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.